gia đình xin chào các bạn. Trong clip hôm nay thì mình sẽ làm món bánh phu thê gấc đỏ. Bánh phu thê hay còn có tên gọi khác là bánh su xê đấy các bạn ạ. Và nguyên liệu mình chuẩn bị để làm bánh phu thê gồm có: đầu tiên là 150g bột năng, 200g thịt gấc nha các bạn. Gấc thì mình đã cắt ra và lấy phần thịt nè. Tiếp theo là 70g đường, 50g dừa nạo sợi, 50g đậu xanh. Đậu xanh thì mình đã ngâm với nước ấm cho phần đậu xanh nó nở rồi. Tiếp theo là 10g vừng trắng và khoảng 1 thìa cà phê muối nhé các bạn. Còn đây là khuôn flan để mình sẽ cho bánh vào đây và mình hấp bánh. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện nhé. Mình sẽ rửa sạch đậu, sau đó thì đổ nước xâm xấp mặt đậu và sẽ đem nấu phần đậu xanh này lên. Với phần gấc này thì mình sẽ cho vào trong một cái rây và sẽ lọc lấy cái phần thịt gấc nha các bạn. Mình sẽ dằm cho cái phần thịt gấc của mình nó tơi ra để nó tách khỏi cái hạt gấc này. Các bạn thấy này, cái phần thịt gấc của mình nó đã bong hết ra khỏi cái hạt đó. Sau đó các bạn sẽ gạt ở dưới cái dây thì nó sẽ ra cái phần thịt gấc rất là mịn như thế này. Các bạn cứ làm cho tới khi hết phần thịt gấc nhé. Với phần đậu xanh này, do mình đã ngâm nước rồi cho nên khi mà đậu sôi khoảng 2-3 phút rồi thì lúc này các bạn hãy gạn hết cái phần nước đi nhé. Sau khi đã gạn hết nước thì lúc này mình sẽ đậy vung lại và để lửa thật là nhỏ để cho cái đậu của mình nó chín nhừ và nó khô, nó không bị nhão. Các bạn sẽ chỉnh lửa thật là nhỏ thôi nhé. Mình chỉ cần có cái độ nóng cho đậu chín là được. Tiếp tục với phần gấc và phần bột. Thì phần gấc của mình sau khi mà mình đã lọc được lấy cái phần thịt gấc rất là mịn rồi, các bạn có thể cho vào đây khoảng 100ml nước. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần thịt gấc vào trong bột năng để mình hòa tan ra nhé các bạn. Và bột năng thì các bạn sẽ cho 1 thìa cà phê muối vào. Sau đó các bạn có thể đổ cái phần thịt gấc vào đây. Mình sẽ cho nước vào để khuấy tan cái phần bột năng ra nhé các bạn. Mình sẽ khuấy cho tới khi bột năng tan hết, không còn bón cục nữa nhé các bạn. Sau khi khuấy tan phần bột và gấc, bây giờ các bạn sẽ cho đường vào đây nhé. Mình sẽ cho vào đây khoảng 30g đường. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể thêm hoặc giảm tùy theo cái khẩu vị của các bạn. Đây là đậu xanh của mình sau khi mình đã hấp chín rồi các bạn. Sau khi hấp chín đậu xanh thì mình sẽ nghiền nhuyễn đậu xanh ra nhé. Các bạn cũng có thể cho đậu vào trong máy xay sinh tố để các bạn xay nhuyễn cũng được. Tuy nhiên đậu của mình sau khi mình hấp chín và nó đang còn nóng thì mình nghiền cũng rất là dễ. Các bạn có thể lấy một cái muôi và mình tán nhuyễn đậu ra như này. Đậu sau khi đã tán nhuyễn thì các bạn sẽ cho đường vào đây. Mình sẽ tiếp tục trộn cho đậu và đường nó quyện vào nhau nhé. Phần đậu sau khi đã đánh tan đường rồi, các bạn sẽ cho phần dừa nạo vào đây nhé. Mình sẽ cho dừa nạo vào và trộn chung với cái phần đậu. Sau khi đã trộn đều
cái phần đậu và dừa rồi thì lúc này các bạn hãy viên cái phần đậu của mình thành những viên nhân bé bé như thế này. Đó, các bạn sẽ viên lại. Để một lát nữa thì mình sẽ cho vào trong phần bánh nhé. Phần nhân mình đã làm xong rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục với phần vỏ bánh nhé các bạn. Với phần bột khi nãy mình đã hòa tan thì bây giờ các bạn sẽ cho vào trong một cái nồi. Và sau đó thì mình sẽ đem phần bột này đi nấu chín luôn nhé. Mình sẽ bắt cái nồi bột này lên bếp, sau đó thì để lửa nhỏ một chút và các bạn mình sẽ khuấy đều tay cho tới khi phần bột của mình nó dẻo lại nhé. Khi mà bột bắt đầu dẻo và quấy hơi nặng tay thì các bạn hãy quấy bột liên tục hơn. Mình quấy đều để cho cái phần bột của mình nó không bị dính ở dưới đáy nồi thì nó sẽ bị cháy. Bột thì các bạn quấy cho nó đặc lại như thế này là được rồi. Còn những cái cốc flan này thì các bạn sẽ quét một lớp dầu ở bên trong nhé. Mình sẽ quét một lớp dầu ăn để khi mà mình lấy bánh thì nó sẽ dễ hơn, nó không bị dính ở trong cái phần cốc của mình. Và bây giờ thì các bạn sẽ lần lượt cho múc bột và mình cho vào trong cái phần khuôn bánh này. Mình sẽ cho một lớp ở dưới đáy cốc, sau đó các bạn sẽ cho một cái nhân vào trong này. Và tiếp tục các bạn sẽ đổ một lớp nữa lên nhé. Mình sẽ cho một lớp bột nữa lên. Các bạn cứ làm như thế cho tới khi hết phần bột thì thôi. Đó, các bạn cứ tiếp tục đổ như thế cho tới khi hết bột và khuôn bánh nhé. Sau khi đã cho vào khuôn xong thì lúc này mình sẽ đóng nắp tất cả những cái hộp của mình lại. Các bạn sẽ cho vào giá hấp để mình đem cái phần hộp bánh này của mình đi hấp nhé. Để hấp bánh thì các bạn hãy chuẩn bị một nồi nước sôi nhé. Chờ cho nước sôi thì các bạn sẽ cho những cái hộp này của mình vào và mình sẽ hấp. Sau khi nồi nước của mình sôi thì mình sẽ cho khuôn bánh vào. Mình sẽ cho những cái khuôn bánh của mình vào các bạn nhé. Và mình sẽ hấp cho tới khi nào mà cái phần bánh của mình nó chín, bột nó trong lại và mình nhìn được cái phần nhân bên trong là được. Sau khi hấp cho bánh đã chín, cái phần vỏ ngoài bánh của mình nó đã trong lại và mình có thể nhìn thấy cái phần nhân bên trong này các bạn. Đó, bánh của mình đã chín rồi thì lúc này các bạn hãy chuẩn bị màng bọc thực phẩm. Mình sẽ cho hết những cái phần bánh này ra và mình sẽ sử dụng màng bọc thực phẩm để gói bánh nhé các bạn. Các bạn sẽ đổ bánh ra này. Sau đó các bạn có thể rắc một chút gừng lên trên cái bề mặt bánh. Gừng này mình đã rang chín rồi nhé các bạn. Và các bạn sẽ sử dụng màng bọc thực phẩm nhé. Mình sẽ bọc kín cái phần bánh này lại. Mình sẽ xoắn chặt cho cái phần bánh của mình nó căng nữa. Và mình đã có một chiếc bánh sushi gấp rất là đẹp rồi, màu gấp rất là đẹp. Các bạn cứ làm như thế cho tới khi hết bánh nhé.
Và như vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh phu thê gấc đỏ rồi đấy các bạn ạ. Những chiếc bánh với lớp vỏ ngoài màu đỏ rất là bắt mắt. Bánh khi mà mình ăn thì nó có cái vị ngọt, vị bùi của đậu và của dừa nữa. Bánh này nếu như các bạn muốn ăn ngon hơn thì các bạn có thể cho vào trong tủ lạnh tầm khoảng 2 tiếng cho phần bánh của mình nó nguội và nó rắn hơn một chút, mình ăn thì sẽ rất là ngon đấy. Và video làm bánh phu thê gấc đỏ của mình tới đây là hết rồi. Chúc các bạn làm thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Đừng quên nhấn nút like và ủng hộ kênh để đón xem những video hấp dẫn tiếp theo của mình nhé các bạn. Với các bạn chính là món bánh su xê hay còn gọi là bánh phu thê. Và để làm được món bánh này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau nhé. Thứ nhất là một bó lá dứa này, khoảng 200g bột măng các bạn nhé, một chút dừa sợi, 150g đường, khoảng 70g đậu xanh đã bóc vỏ các bạn nhé, một chút muối, khoảng 50ml dầu ăn và 2 ống vani. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ đổ nước nóng vào đậu, chúng ta ngâm đậu nhé. Ngâm đậu khoảng 30 phút để cho đậu của chúng ta nó nở ra nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ cắt lá dứa vào máy xay và chúng ta sẽ xay lá dứa lên nhé. Các bạn sẽ đổ vào đây khoảng 100ml nước và chúng ta sẽ xay lên nhé. Bây giờ các bạn sẽ lọc qua dây để lấy nước lá dứa nhé. Nhưng mà các bạn muốn làm bánh hai màu ấy, màu xanh hoặc là màu đỏ, màu xanh và màu đỏ nữa ấy các bạn, thì các bạn có thể sử dụng bằng nước củ dền đỏ này hoặc là các bạn có thể sử dụng bằng siro cũng được nhé. Màu xanh thì chúng ta sẽ dùng bằng lá dứa. Sau khoảng 30 phút thì các bạn sẽ đổ đậu của chúng ta ra cái giá và rửa sạch đi nhé. Bây giờ các bạn sẽ đổ đậu vào một cái xô nhé. Sau đó các bạn đổ nước vào nhé. Chúng ta sẽ cho nước xâm xấp mặt đậu nhé các bạn nhé. Và các bạn mang đi nấu nhé. Khi mà nồi đậu sôi thì các bạn nhớ cho nhỏ lửa đi. Chúng ta đun liu riu thôi để cho đậu của chúng ta nhừ nhé. Và các bạn nhớ là chúng ta sẽ vớt hết cái bọt trắng ra nhé. Tiếp theo các bạn sẽ cho bột năng vào một cái tô như này. Bây giờ chúng ta sẽ cho đường vào. Tiếp theo các bạn cho nước lá dứa vào. Và chúng ta sẽ cho luôn sợi dừa vào các bạn nhé. Các bạn sẽ khuấy tan lên nhé. Sau đó chúng ta sẽ cho cái phần bột này vào một cái nồi và bắt lên bếp đun. Các bạn nhớ đảo liên tục đều tay nhé.
để cho bột của chúng ta nó không bị đọng và khê ở dưới đáy nồi. Các bạn quấy đến khi nào mà chúng ta cảm thấy bột nó hơi nặng tay thì các bạn sẽ cho nhỏ lửa đi nhá. Khi nào mà phần bột của chúng ta nó bắt đầu quánh lại như này các bạn này, các bạn sẽ tắt bếp đi nhá. Và chúng ta sẽ bắc cái nồi này xuống và tiếp tục quấy đều nhá. Các bạn bắc nồi xuống và chúng ta sẽ tiếp tục quấy khoảng 2-3 phút nhá. Thì cái bột của chúng ta nó sẽ dẻo như thế này là được các bạn này. Các bạn sẽ để cho đậu chúng ta chín nhừ nhé. Các bạn lấy tay bóp mà cái hạt đậu nó nhuyễn như thế này là đậu đã chín rồi đấy. Bây giờ thì các bạn sẽ cho vào máy xay sinh tố và chúng ta sẽ xay nhuyễn đậu này ra. Các bạn sẽ cho đậu vào máy xay như thế này. Chúng ta sẽ cho vào 50g đường cùng 2 ống vani luôn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ đem đi xay cho đậu nhuyễn ra. Các bạn sẽ cho luôn cả dầu ăn vào đây để chúng ta xay nhé. Đậu xay nhuyễn rồi thì các bạn sẽ đổ ra một cái chảo chống dính và các bạn cho lên bếp xem lên cho mình nhá. Các bạn cho vào chảo và cứ đảo liên tục cho đến khi nào mà đậu của chúng ta nó quánh dẻo lại như thế này là được. Các bạn sẽ đổ ra nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ viên đậu nhá. Các bạn sẽ viên đậu thành những cái viên tròn nhỏ như này nhé. Các bạn sẽ viên đậu thành những cái viên như này và để một lát nữa thì chúng ta sẽ cho vào để làm nhân bánh nhé. Sau đó các bạn sẽ lấy những cái hũ mà chúng ta dùng để làm bánh flan như thế này này. Các bạn sẽ phết một lớp dầu ăn vào bên trong nhé. Các bạn sẽ quét đều một lớp dầu ăn ở xung quanh cái lọ của chúng ta. Bây giờ thì các bạn sẽ đổ cái phần bột của chúng ta vào đây nhé. Các bạn sẽ cho một lớp mỏng ở phần đáy hộp. Sau đó chúng ta sẽ cho nhân vào các bạn nhé. Tiếp tục các bạn sẽ cho một lớp bột nữa lên bên trên nhé. Sau khi mà các bạn đã đổ được hết ra cái khuôn này thì chúng ta sẽ đóng nắp lại nhé. Sau đó các bạn mang đi hấp nhé. Nếu mà nhà các bạn mà có chõ hấp, chõ đổ xôi thì các bạn có thể cho vào chõ đổ xôi để chúng ta hấp nhé. Hoặc không thì các bạn có thể cho vào cái giá của nồi cơm điện như thế này để chúng ta hấp chín. Các bạn hấp bánh khoảng tầm 25 phút thì chúng ta sẽ mở vung ra và kiểm tra nhé. Cái phần vỏ bánh của mình nó đã bắt đầu trong lại và chúng ta nhìn thấy cái ruột bánh bên trong rồi này các bạn này. Vậy là bánh của mình đã chín rồi đấy. Mình sẽ tiếp tục hấp thêm khoảng 5 phút nữa nhé. Khi mà vỏ bánh của chúng ta nó trong suốt và chúng ta nhìn được thấy ruột bánh bên trong như này, tức là bánh đã chín rồi đấy các bạn. Các bạn thấy không? Mùi đậu xanh cùng với mùi lá dứa rất là thơm luôn. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm các bạn cắt ra nhé, để chúng ta bọc bánh lại.
cuộn chặt vào nha. Các bạn thấy không? Vậy là chỉ với những nguyên liệu vô cùng dễ kiếm và cách làm thì cực kỳ đơn giản là mình đã có một cái đĩa bánh sushi thơm ngon hấp dẫn rồi đấy. Các bạn hãy thử làm và thưởng thức nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé.